kính quý cha, quý tu sĩ nam nữ, thân chào các thí sinh và toàn thể quý cổ động viên đã có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Chúng con là Thanh Tùng và Vân Thư rất vinh dự được hiện diện với vai trò là người hướng dẫn và đồng hành với các thí sinh trong chương trình Vui Học Kinh Thánh với chủ đề Ánh Sáng Lời Chúa. Kính thưa quý vị, nối tiếp thành công của chương trình Vui Học Kinh Thánh mùa 1, Ủy ban Thiếu Nhi kết hợp với Ủy ban Truyền thông Tổng giáo phận Hà Nội tiếp tục tổ chức chương trình Vui Học Kinh Thánh mùa 2. Trong chương trình ngày hôm nay, con xin được trân trọng giới thiệu thành phần ban tổ chức và thành phần ban giám khảo. Về phía ban tổ chức, con xin trân trọng giới thiệu cha Giuse Đào Trọng Thành, trưởng ban tổ chức. Về phía ban giám khảo, con xin trân trọng giới thiệu cha An Tôn Lê Văn Quyết, trưởng ban giám khảo. Sơ Mata Vũ Thị Thủy, trưởng Anna Dương Thúy Quỳnh, thư ký. Về phía khách mời của chương trình, con xin trân trọng giới thiệu cha Giuse Tạ Minh Quý, cha chính sứ nhà chính tòa Hà Nội ạ. Con xin trân trọng giới thiệu thầy phó tế Giuse Trần Xuân Thủy. Con xin trân trọng giới thiệu sơ Anna Nguyễn Thị Thơm đến từ dòng Mến Thánh Giá Hà Nội. Tham gia với số thứ 7 trong chương trình Vui Học Kinh Thánh hôm nay, chúng ta cùng hân hoan chào đón 10 thí sinh sau đây. Thí sinh thứ nhất, Francisco Nguyễn Hoàng An. Thí sinh thứ hai, Francisco Nguyễn Tùng Anh. Thí sinh thứ ba, Joan Bautista Đào Kim Long. Thí sinh thứ tư, Teresa Vũ Thúy Cầm. Thứ năm, Rosa Lima Nguyễn Như Ý. Thí sinh số 6, Giuse Đỗ Việt Cường. Thí sinh số 7, Teresa Hoàng Thị Thu Trang. Thí sinh số 8, Teresa Nguyễn Thùy Chi. Thí sinh số 9, Giuse Nguyễn Tuấn Hưng. Thí sinh số 10, Phêrô Vũ Quốc Huy. Sau đây, chúng ta sẽ đến với phần thi thứ nhất. Phần thi thứ nhất, Thiên Chúa tỏ mình. Có một bộ thẻ các hình ảnh khác nhau về những sự kiện trong Cựu Ước. Các thẻ này được úp trên bảng theo thứ tự bất kỳ. Thứ tự mở thẻ là thứ tự vị trí của người chơi. Người chơi thứ nhất sẽ nói vị trí của hai thẻ ngẫu nhiên. Ban tổ chức sẽ lật hai thẻ đó lên. Nếu hai hình giống nhau, người chơi sẽ thu thẻ về và được quyền lật hai thẻ khác. Nếu hai hình khác nhau, người chơi thuộc về người tiếp theo. Cứ lặp lại cho tới khi hết thẻ trên bảng. Cuối cùng, cộng số thẻ đã thu được và x10 để được số điểm của người chơi đó. Ví dụ, người chơi A được 2 thẻ thì số điểm là 2 x 10 bằng 20 điểm. Quyền đặt cược. Quyền đặt cược chỉ dành cho những người đã thu được thẻ. Người chơi sẽ mang tập thẻ vừa thu được đến trước ban giám khảo và cho biết số điểm đặt cược. Số điểm đặt cược không được quá số điểm mà người chơi đang có. Ban giám khảo sẽ rút một thẻ bất kỳ trong tập của người mang lên. Sau 10 giây suy nghĩ, người mang thẻ sẽ đọc đoạn kinh thánh trong thẻ đó. Nếu đọc được đoạn văn diễn tả sự kiện trên thẻ và đúng hết theo bản văn kinh thánh đã được gửi về, thì người chơi đó sẽ được cộng số điểm bằng với số điểm đã đặt cược. Số điểm này sẽ được cộng vào tổng điểm chung. Nếu đọc sai, thiếu, thừa một từ so với bản kinh thánh đã được gửi về hoặc ngừng quá 5 giây, thì người chơi đó không được đọc tiếp và người chơi đó sẽ bị trừ đi số điểm bằng với số điểm đã đặt cược. Số điểm này sẽ bị trừ vào tổng điểm chung. Nếu có nhiều người chơi đặt cược, ban tổ chức sẽ chọn lần lượt theo thứ tự vị trí của người chơi. Điểm sau phần này sẽ được tính vào tổng số điểm chung. Có thí sinh nào thắc mắc về thể lệ của phần thi thứ nhất hay không? Nếu như không có gì thắc mắc, phần thứ nhất, Thiên Chúa tỏ mình, bắt đầu! Mời thí sinh thứ nhất chọn thẻ. A5. Xin nhắc lại. Xin lật thẻ A5. A5. Ông Ezra công bố sách luật. Xin lật thẻ H2. H2.
Thiên Chúa giao ước với ông Noe. Mời thí sinh số 2 chọn thẻ. Xin lật thẻ G2. G2. Qua sông Jordan. Xin lật thẻ F2. 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 Ông Giuse và các anh em trước mặt Pharaoh. 5 giây để ghi nhớ vị trí các thẻ. Mời thí sinh số 3 chọn thẻ. Xin lật thẻ A2. A2. Dân Chúa vượt qua biển đỏ. Xin lật thẻ C2. C2. Thiên Chúa gọi ông Abraham. Mời thí sinh số 4 chọn thẻ. Xin lật thẻ A4 ạ. A4. A4. Ông Giuse được làm tể tướng Ai Cập. Xin lật thẻ A3. A3. Đây là một đáp án hoàn toàn chính xác. Chúng ta cũng nổ một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng thí sinh số 4. Thí sinh số 4 sẽ có quyền tiếp tục để lựa chọn các thẻ của mình. Xin mở thẻ B5 ạ. B5. B5. Giấc mơ của Giuse. Xin mở thẻ B4 ạ. B4. Tàu của ông Noe. Mời thí sinh số 5 chuẩn bị. Xin là thẻ D3. 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 Ông Giuse và các anh em trước mặt Pharaoh. Xin là thẻ G2. G2. Qua sông Jordan. Mời thí sinh số 6 chọn thẻ. Xin mở thẻ H2. H2. Thiên Chúa giao ước với ông Noe. Xin mở thẻ H3. H3. Ông Abraham ra đi theo lời Chúa. Mời thí sinh số 7 chọn thẻ. Xin chọn thẻ E2. 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 Giuse bị các anh em bán sang Ai Cập. Xin chọn thẻ D3. 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 Ông Giuse và các anh em trước mặt Pharaoh. 5 giây để ghi nhớ vị trí các thẻ. Mời thí sinh số 8 chọn thẻ. Xin lật thẻ F2. F2. Ông Giuse và các anh em trước mặt Pharaoh. Xin lật thẻ D3. D3. Chúng tôi đã chờ đợi. Đây có phải là hai thẻ giống nhau hay không? Xin chúc mừng thí sinh số 8 đã được hai thẻ giống nhau. Thí sinh số 8 có quyền tiếp tục chọn thẻ. Hãy chọn thật chuẩn để chúng ta có hai đáp án hoàn toàn chính xác. Xin lật thẻ C4. C4. Ông Gióp thưa với Chúa. Xin lật thẻ D5. D5. Chưa chính xác rồi. Ông Ezra công bố sách luật. Mời thí sinh số 9 chọn thẻ. Xin mở thẻ A5. A5. Ông Ezra công bố sách luật. Xin mở thẻ D5. D5. Hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng thí sinh số 9. Mời thí sinh số 9 chọn thẻ. Xin mở thẻ E2. E2. Giuse bị các anh em bán sang Ai Cập. Xin mở thẻ E3. E3. Mana trong hoang địa. Mời thí sinh số 10 chọn thẻ. Xin lật thẻ D2. D2. D2.
Ông Biloam tuyên báo ngôi sao của hy vọng. Xin mở thẻ C3. C3. Ngôn sứ Jeremiah bị bắt cầm tù. Mời thí sinh số 1 chọn thẻ. Xin lật thẻ D1. D1. Giấc mơ của ông Jacob. Xin lật thẻ B2. B2. Chưa chính xác rồi. Giuse bị các anh em bán sang Ai Cập. Mời thí sinh số 2 chọn thẻ. Xin lật thẻ D2. E2. D ạ. D2. Xin lật thẻ C2. C2. Chưa chính xác rồi. Thiên Chúa gọi ông Abraham. Xin lật thẻ B2 ạ. B2. Giuse bị các anh em bán sang Ai Cập. Xin lật thẻ E2 ạ. E2. Thẻ E2. Chúng ta hy vọng đây là một đáp án chính xác nào. Chính xác rồi, hoàn toàn chính xác. Một tràng vỗ tay thật lớn. Thí sinh số 3 đã có hai thẻ hình giống nhau. Giờ đây chúng ta sẽ có quyền lựa chọn tiếp. Hãy thật bình tĩnh thôi. Xin lật thẻ B1 ạ. B1. Cơ hội đây. Ông Biloam tiên báo ngôi sao của hy vọng. Xin lật thẻ D2 ạ. D2. D2, chúng tôi đang chờ đợi. Chính xác rồi, hai đáp án liên tiếp. Chúc mừng thí sinh thứ 3, Doan Bautista Đào Kim Long. Cơ hội của bạn giành 3 đáp án liên tiếp đây. Xin lật thẻ A1 ạ. A1. Ông Môsê được công chúa Ai Cập cứu sống. Xin lật thẻ H4 ạ. H4. H4, cơ hội đây. Chưa chính xác. Tàu của ông Noe. Mời thí sinh số 4 chọn thẻ. Xin mời thẻ G2 ạ. G2. Qua sông Jordan. Xin mời thẻ G3. G3, rất chắc chắn. Chúng tôi hy vọng đây là bản chính xác không nào? Chưa chính xác rồi. Thiên Chúa giao ước với ông Noe. Mời thí sinh số 5 chọn thẻ. Xin là thẻ H3. H3. Ông Abraham ra đi theo lời Chúa. Xin là thẻ C3. C3. Ngôn sứ Jeremiah bị bắt cầm tù. Màu thì giống nhau nhưng hình thì khác nhau. 5 giây để ghi nhớ vị trí của cơ thể. Mời thí sinh thứ 6 chọn thẻ. Xin lật thẻ G3. G3. Xin mở thẻ H2. 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 Hoàn toàn chính xác. Được hai thẻ giống nhau rồi. Nụ cười đã nở trên môi. Giờ là hy vọng để bạn có thể tiếp tục. Xin lật thẻ B4. Xin gọi lại thẻ. Xin lật thẻ B4. B4. Tàu của ông Noe. Xin lật thẻ H4. H4. Chính xác, xin chúc mừng hình ảnh tàu của ông Noe. Hai đáp án, hai sự lựa chọn liên tiếp. Thật là tuyệt vời. Giờ là cơ hội thứ 3. Xin lật thẻ E3. E3. Mana trong hoang địa. Xin lật thẻ F3. F3. Hai hình giống nhau. Chưa chính xác rồi. Xin mời thí sinh số 7 chọn thẻ. Xin mời thẻ C2. C2. Thiên Chúa gọi ông Abraham. Xin mời thẻ F3. F3. Được thành công này, chính xác rồi, hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng. Xin mời thẻ C3. C3.
Ngôn sứ Jeremiah bị bắt cầm tù. Xin mở thẻ B3. Xin nhắc lại. Xin mở thẻ B3. B3. Hai thẻ cạnh nhau mang lại niềm hy vọng không? Mời thí sinh số 8 chọn thẻ. Xin lật thẻ C5. C5. Cain và Abel. Nhắc lại một lần nữa, các thí sinh quay lên, không được quay xuống. Một lần nữa tôi nhắc, thí sinh số 6 sẽ bị loại luôn nhá. Xin mời chọn thẻ. Xin lật thẻ D4. D4. Ngôn sứ Jeremiah bị bắt cầm tù. Mời thí sinh số 9 chọn thẻ. Xin mở thẻ C3. C3. Ngôn sứ Jeremiah bị bắt cầm tù. Xin mở thẻ D4 ạ. D4. Hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng thí sinh số 9. Thí sinh số 9 sẽ có quyền lựa chọn thẻ tiếp theo. Xin mở thẻ C4 ạ. C4. C4. Ông Gióp thưa với Chúa. Xin mở thẻ E4 ạ. E1. E4 ạ. E4. Chưa giống nhau. Ông Abraham ra đi theo lời Chúa. Xin mở thẻ H3. H3. Ông Abraham ra đi theo lời Chúa. Xin mở thẻ E4. E4. Xin chúc mừng, hai hình giống nhau. Thí sinh số 10 sẽ có quyền tiếp tục lựa chọn thẻ. Xin mở thẻ G4. 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 Dân Israel phải làm nô lệ tại Ai Cập. Xin mở thẻ F4. 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 Hai thẻ cạnh nhau. Ông Môsê được công chúa Ai Cập cứu sống. Mời thí sinh số 1 chọn thẻ. Xin lật thẻ A1. A1. Ông Môsê được công chúa Ai Cập cứu sống. Xin lật thẻ F4. F4. Chúng ta cùng chờ đợi. Hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng thí sinh số 1. Sự lựa chọn đúng đắn vừa rồi đã đem về cho chúng ta cơ hội chọn đáp án tiếp theo. Xin mời. Xin lật thẻ B5. B5. Giấc mơ của Giuse. Xin lật thẻ B3. B3. Thẻ B3. Cùng chờ đợi nào. Chính xác rồi. Hai đáp án liên tiếp. Chúc mừng thí sinh số 1. Giờ là cơ hội để thí sinh chinh phục được 3 đáp án đúng liên tiếp. Xin lật thẻ G5. G5. Giấc mơ của ông Jacob. Xin lật thẻ D1. D1. Thẻ D1 chúng tôi đang chờ đợi. Chính xác rồi, giấc mơ của ông Jacob. 3 đáp án liên tiếp. Chính xác hoàn toàn. Giờ là cơ hội chúng ta chinh phục nấc thang thứ 4. 4 đáp án liên tiếp, xin mời. Xin lật thẻ E1. E1. Ngôn sứ Elia tìm gặp người kế vị ông. Xin lật thẻ A2. A2, chúng tôi đang chờ đợi. Dân Chúa vượt qua biển đỏ. Chưa chính xác. Mời thí sinh số 2 chọn thẻ. Xin lật thẻ F1. F1. Ông Gióp thưa với Chúa. Xin lật thẻ C4. C4. Hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng. Cơ hội tiếp theo của chúng ta đã đến rồi. Xin mời chọn thẻ thí sinh số 2. Xin lật thẻ G1. G1.
mana trong hoang địa. Xin lật thẻ E3. E3. Mana trong hoang địa, xin chúc mừng hai đáp án liên tiếp. Cơ hội để thí sinh số 2 vươn lên, 3 đáp án liên tiếp giống nhau. Xin lật thẻ G2. G2. Qua sông Jordan. Xin lật thẻ. Bối rối rồi đúng không ạ? E5. Thẻ E5. Chưa chính xác rồi. Dân chúa vượt qua biển đỏ. 5 giây để ghi nhớ vị trí khắc thẻ. Thí sinh số 3 đang nở một nụ cười rất tươi. Cơ hội đây, hãy càn quét những thẻ còn lại. Xin lật thẻ A1. A1. A2. A2. Dân chúa vượt qua biển đỏ. Xin lật thẻ E5 ạ. E5. Hoàn toàn chính xác, xin chúc mừng. Xin lật thẻ H5 ạ. H5. Rất rụt rè H5. Xin lật thẻ G4 ạ. Thẻ G4. Dân Israel phải làm nô lệ tại Ai Cập. Chính xác rồi, 2 đáp án liên tiếp. Chúc mừng thí sinh số 3. Trên màn hình chúng ta chỉ còn 6 chiếc thẻ. Nếu như trả lời đúng, càn quét hết, nâng số điểm. Trả lời sai, cơ hội dành cho thí sinh số 4. Xin mời. Xin lật thẻ H1 ạ. H1. Qua sông Jordan. Xin lật thẻ G2 ạ. G2. Hoàn toàn chính xác, qua sông Jordan. Chúc mừng thí sinh số 3. Còn 4 chiếc thẻ. Xin lật thẻ E1 ạ. E1. Ngôn sứ Elia tìm gặp người kế vị ông. Cả trường quay đang nín thở chờ bạn lựa chọn. Xin lật thẻ F5 ạ. F5. Chúng tôi đang chờ đợi. Chưa chính xác rồi. Thật chia buồn. Và Aben. Thật bình tĩnh. Thí sinh Teresa Vũ Thúy Cầm. Xin mời thẻ C5 ạ. C5. Cain và Aben. Xin mời thẻ E5 ạ. Xin nhắc lại. E5 ạ. Không còn thẻ E5 nữa rồi. F5 bình tĩnh. F5. Vỗ tay đi nào, xin chúc mừng thí sinh số 4. Giờ là cơ hội để thí sinh số 4 đọc to rõ ràng lựa chọn cuối cùng của mình. Xin mời thẻ C1 ạ. C1. Ngôn sứ Elia tìm gặp người kế vị ông. Xin mời thẻ E1 ạ. Thẻ E1. Chúng ta cùng chúc mừng thí sinh số 4 đã lựa chọn hai hình cuối cùng giống nhau với nội dung ngôn sứ Elia tìm người kế vị ông. Kính thưa quý vị, vừa rồi các thí sinh đã cho biết số thẻ điểm đạt được và không tham gia đặt cược. Giờ đây, mời quý vị nghỉ ngơi trong ít phút. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Vui Học Kinh Thánh. Con xin trân trọng kính mời trà trưởng ban giám khảo. Ngài sẽ công bố kết quả của phần thi thứ nhất cho các thí sinh. Con xin trân trọng kính mời trà. Xin được công bố kết quả phần thi thứ nhất Thiên Chúa Tỏ Mình. 1. Francisco Assisi Nguyễn Hoàng An 60 điểm. 2. Francisco Nguyễn Tùng Anh 60 điểm. 3. Gioan Bautista Đào Kim Long 80 điểm. 4. Teresa Vũ Thúy Cầm 60 điểm. 5. Rosalima Nguyễn Như Ý chưa có điểm. 6. Giuse Đỗ Việt Cường 40 điểm. 7. Teresa Hoàng Thị Thu Trang 20 điểm. 8. Teresa Nguyễn Thùy Chi 20 điểm.
9, Giuse Nguyễn Tuấn Hưng 40 điểm và 10, Phêrô Vũ Quốc Huy 20 điểm. Xin chúc mừng. Không để quý vị chờ lâu nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần thứ hai. Thiên Chúa mời gọi. Có một bộ thẻ gỗ in tên các nhân vật trong Tân Ước. Các thẻ này được xếp chồng lên nhau một cách ngẫu nhiên. Mỗi người chơi có 3 lượt rút gỗ, mỗi người chơi một khối gỗ, thứ tự rút thẻ gỗ và vị trí của người chơi. Người chơi chỉ được dùng một tay, không được điều chỉnh cột trong quá trình chơi. Nếu vi phạm, người chơi đó sẽ bị loại khỏi phần thi này. Người chơi sẽ rút một thẻ gỗ bất kỳ trong khối gỗ của mình, không rút 3 tầng tính từ trên xuống. Khi rút được thẻ gỗ mà không làm đổ khối gỗ hay làm rơi thẻ gỗ khác, người chơi sẽ đọc tên nhân vật, số điểm trong ngoặc để ban giám khảo ghi điểm, điểm rút gỗ. Nếu người chơi muốn đọc câu trích dẫn kinh thánh ở mặt sau, thì sẽ có 10 giây suy nghĩ và sau đó trả lời. Nếu đọc được câu trích dẫn kinh thánh ở mặt sau và đúng hết theo bản văn kinh thánh đã được gửi về, thì người chơi sẽ nhận số điểm tương ứng, nhân 2, nhân 3, nhân 0, điểm cộng. Nếu đọc sai, thiếu, thừa một từ so với bản văn kinh thánh đã được gửi về, hoặc ngừng quá 5 giây, thì người đó không được đọc tiếp và chỉ được điểm rút gỗ. Ví dụ, người chơi rút được thẻ Chúa Cha 30 điểm, với mặt sau Gioan chương 15, câu 9, nhân 3. Khi rút được thẻ gỗ thì người chơi được 30 điểm. Nếu đọc đúng câu trích dẫn Gioan chương 15 câu 9 theo bản văn kinh thánh đã được gửi về thì sẽ được số điểm nhận được là 30 nhân 3 bằng 90 điểm. Nếu đọc không đúng câu trích dẫn Gioan chương 15 câu 9, sai, thiếu, thừa một từ so với bản văn kinh thánh đã được gửi về hoặc ngừng quá 5 giây thì số điểm sẽ nhận chỉ là 30 điểm. Tiếp đến, người chơi đặt thẻ gỗ lên trên khối gỗ đã xếp, đặt nằm ngang để xếp thành hàng như các thẻ khác. Khi đặt thẻ lên, nếu làm đổ khối gỗ hoặc làm rơi thẻ gỗ khác, người chơi đó sẽ mất quyền thi tiếp ở phần này và không có điểm của câu đó. Sau đó, người chơi tiếp theo rút thẻ gỗ trong khối gỗ của mình. Nếu người nào làm đổ khối gỗ hoặc rơi thẻ gỗ khác, thì người chơi đó sẽ bị loại, không được tham gia vòng này. Khi đã chạm vào thẻ gỗ nào, thì người chơi sẽ phải rút thẻ gỗ đó. Khi đã chạm vào thẻ gỗ được 30 giây mà không rút được thẻ, người đó có quyền xin thôi và chấp nhận mất lượt đó và cả lượt kế tiếp. Hết 30 giây sau khi chạm vào thẻ gỗ mà người chơi vẫn muốn tiếp tục thì phải rút thẻ đó. Trong vòng 30 giây tiếp theo mà người chơi không rút được thẻ hoặc làm rơi thẻ khác hay làm đổ khối gỗ thì người chơi đó sẽ mất quyền thi tiếp của phần này và không có điểm của câu đó. Điểm sau phần này sẽ được tính vào tổng số điểm chung. Các thí sinh vừa lắng nghe thể lệ, có thí sinh nào có thắc mắc gì không? Nếu như không có thắc mắc, phần thứ hai, Thiên Chúa mời gọi, bắt đầu! Phần thi thứ hai, Thiên Chúa mời gọi, bắt đầu! Mời thí sinh số 1 tiến lên rút gỗ, xin mời! Không được rút 3 tầng từ trên xuống. Rất là nhanh, rút được rồi. Giờ hãy đọc thật to điểm. Người đầu tiên mở đầu. Nhóm Sa Đốc cộng 0. Nhóm Sa Đốc cộng 0 điểm. Mời đọc câu trích dẫn. Luca chương 20 câu 27 cộng 5. Thí sinh có đọc được câu lời Chúa này hay không? Có. 10 giây suy nghĩ bắt đầu. Xin mời. Một số người trong nhóm Sa Đốc đến gặp Đức Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Thí sinh xin dừng lại ở chưa có điểm. Đọc sai rồi, không sao cả, trả thẻ gỗ. Không điểm đầu tiên, còn 2 lượt nữa, cứ bình tĩnh nhá. Xin lưu ý là khi đọc thì 10 giây suy nghĩ tinh tinh hết thì tự giác đọc luôn nhá. Không cần MC phải nhắc nữa. Hơi nóng phả sang thí sinh số 2. Mời thí sinh số 2 tiến lên. Không được chọn 3 tầng từ trên xuống. Lựa chọn bên phải. Nghiêng khối gỗ nhưng không sao cả. Đây là cơ hội để được điểm. Ông Tê-pha-nô cộng 15. Công vụ chương 6 câu 8. Nhân bao nhiêu điểm? Nhân 2. Trả lời đúng được 30 điểm. Có đọc hay không? Có ạ. 10 giây suy nghĩ bắt đầu. Ông Tê-pha-nô được đầy ân sủng và quyền năng, đã làm những điềm thiêng dấu lạ lớn lao trong dân.
Con xin mời cha trưởng ban giám khảo sẽ công bố. Chính xác. Mời thí sinh số 3 tiến lên khối gỗ của mình, lựa chọn thật kỹ càng. Ánh mắt đang nhìn. Quyết định rồi, rất nhanh. Rồi, quyết định nhanh như vậy, nụ cười tươi như vậy, 30 điểm đúng không? Judas Iscariot cộng 0 điểm. Judas Iscariot 0 điểm, mời đọc câu trích dẫn. Luca chương 22 câu 47 đến câu 48 cộng 5 ạ. Thí sinh có đọc được hay không? Không, mời thả trả lại thẻ gỗ. Rất là run, bốc 0 điểm mà run quá. Như kiểu bốc được 30 điểm vậy. Mời thí sinh số 4. Cũng bên trái, cũng hàng như vậy. Liệu có hơn điểm hay không? Ông Gia Kêu cộng 5 ạ. Hơn được 5 điểm. Luca chương 19 câu 8 ạ. Nhân mấy điểm đây? Nhân 2 ạ. Thí sinh có đọc được câu trích dẫn này hay không? Dạ không ạ. Vậy thì mời trả lại thẻ gỗ. Mời thí sinh số 5 của chúng ta. Bình tĩnh thôi, nhìn thật kỹ rồi hãng lựa chọn. Cơ hội đây. Rồi, rất thông minh, tầng thứ tư. Gọn gàng, nhẹ nhàng nào. Đã thành công rồi. Ông Mattia cộng 20 điểm. Công vụ tông đồ chương 1 câu 26 nhân 2 điểm. Thí sinh số 5 có đọc được câu trích dẫn hay không? Có, rất là gọn gàng. Thật bình tĩnh nhé, 10 giây suy nghĩ bắt đầu. Họ rút thăm, thăm chúng ông Mattia, ông được kể thêm vào số 11 tông đồ. Xin chúc mừng, chính xác. Chính xác rồi, chúng ta đã được điểm đầu tiên nhé, là được bao nhiêu điểm rồi? 40 điểm ạ. Rồi, chúc mừng, nụ cười nở trên môi và một chiếc điểm. Xin mời thí sinh số 6 tiến lên rút gỗ. Một thanh gỗ khá là chặt ạ. Nhận nha thôi nào, rất nhanh. Mời bạn cầm. Ông Toma cộng 20. Gioan chương 20 từ câu 28 đến câu 29 nhân 2. Bạn có đọc câu trích dẫn hay không? Có ạ. Bạn có 10 giây suy nghĩ và trả lời. Ông Tô-ma thưa người, lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con, Đức Giê-xu bảo. Vì đã thấy Thầy nên anh tin, phúc thay những người không thấy mà tin. Chính xác. Mời thí sinh số 7 tiến lên rút gỗ. Em sẽ thấy dấu cộng rồi ạ. Xin mời bạn đọc to thẻ gỗ của mình. Ông Toma cộng 20, Gioan chương 20 câu 28 đến câu 29 nhân 2. Bạn lấy 40 điểm hay 20 điểm? Em đọc ạ. Ông Toma thưa người, lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con, Đức Giê-xu bảo, vì đã thấy Thầy, nên anh tin, phúc thay những người không thấy mà tin. Chính xác. Thí sinh số 8 thân mến, mời bạn tiến lên rút gỗ. Một nụ cười luôn hé. Chúng ta hãy chờ đợi nào. Rút rất nhanh. Đã cười rồi và điểm rất là cao ạ. Mời bạn cầm. Judas Iscariot cộng 0, Luca chương 22, câu 47 đến câu 48 cộng 5. Không điểm hay 5 điểm đây? Em đọc. Người còn đang nói thì một đám đông xuất hiện. Và kẻ dẫn đầu tên là Judas, một trong nhóm 12. Xin dừng lại. Chưa có điểm ạ. Không sao cả, bạn vẫn còn hai lượt tiếp theo, đừng lo lắng. Xin mời thí sinh số 9 tiến lên rút gỗ. Bạn hãy cầm mic đọc to thẻ gỗ mình vừa rút được. Bà Marta cộng 15, Luca chương 10 câu 41 đến câu 42 nhân 2.
Bạn có muốn nhân đôi số điểm không? Có. Bạn có 10 giây suy nghĩ. Chúa đáp bà Mata. Mata. Thừa chữ bà. Không có điểm. Không sao, mình vẫn có 15 điểm và còn 2 lượt tiếp theo. Thí sinh cuối cùng, thí sinh số 10, mời bạn tiến lên rút gỗ. Thanh gỗ rất là chặt và khối gỗ đã bắt đầu lung lay. Bình tĩnh thôi nào. Rất nhẹ nhàng. Và kết quả thì đã được đền đáp. Mời bạn cầm mic đọc to thẻ gỗ mình đã rút bà được. Bà Mata cộng 15, Luca chương 10 câu 41 đến câu 42 nhân 2. Bạn sẽ nhân đôi số điểm chứ? Vâng. Chúa đáp, Mata ơi, chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá, chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi. Chính xác, xin chúc mừng. Hãy trả lại khối gỗ đi nào. Vậy là lượt thứ nhất trong phần thứ hai đã kết thúc. Điểm số đã có, giờ là cơ hội để gỡ điểm cho những thí sinh chưa có điểm. Mời thí sinh số 1, bình tĩnh thôi, không còn nhóm sa đốc nữa đâu nhỉ. Nào, thật bình tĩnh rồi, lựa chọn thẻ gỗ xong. Bình tĩnh thôi nào, lắc thật nhẹ, thật êm để đưa thẻ gỗ về tay mình. Đừng để điểm rơi. Rồi, thành công. Ông Giacobbe tiền cộng 20, Matthew chương 4 câu 21 nhân 2. Thí sinh có muốn đọc câu lời Chúa hay không? Có. 10 giây suy nghĩ bắt đầu. Đi một quãng nữa, người thấy hai anh em khác con ông Zebedê là ông Giacobbe và người em là ông Gioan. Hai ông này đang cùng cha là ông Zebedê. Chưa chính xác, bạn thiếu chữ với. Vẫn có số điểm khi bốc được thẻ gỗ. Mời thí sinh số 2 tiến lên. Hai thẻ cách nhau chỉ một hàng thôi. Điểm là gì đây? Emmanuel cộng 30, Matthew chương 1 câu 23 nhân 3. Nhân 3 được 90 điểm, số điểm cao nhất trong bộ thẻ gỗ. Thí sinh có muốn đọc câu trích dẫn này hay không? Có ạ. 30 giây, 10 giây thôi, 30 điểm nhưng chỉ có 10 giây thôi. 10 giây suy nghĩ bắt đầu. Này đây, trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai. Người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Xin chúc mừng bạn được 90 điểm trong phần rút gỗ lượt thứ hai này. Run quá, 90 điểm, không ngờ trong tay run quá. Hơi nóng phả sang thí sinh số 3. Không điểm rồi, giờ bốc 90 điểm nữa là xong. Hãy đọc thật to. Sứ thần Gabriel cộng 25, Luca chương 1 câu 19 nhân 2 ạ. 50 điểm. Lựa chọn 50 điểm. Vậy thì có 10 giây để suy nghĩ câu lời Chúa. Bắt đầu. Sứ thần đáp, tôi là Gabriel, hàng đứng chầu trước mặt Thiên Chúa. Tôi được sai đến nói với ông và loan báo tin mừng ấy cho ông. Chính xác. Xin chúc mừng. 50 điểm. Vòng 1-0, vòng 2-5-10, cố gắng lấy 90 là 104 ha. Xin mời thí sinh số 4 tiến lên khối gỗ của mình. Lựa chọn rất kỹ. Quan sát thật kỹ để lựa chọn chính xác. Lùng lại rồi, bình tĩnh thôi. Thật bình tĩnh nào. Đa phần những cái chặt điểm rất là cao. Cố lên. Có vẻ như là MC Thanh Tùng đang khuyên thí sinh một cách đúng đắn, động viên một cách nhiệt tình như vậy để điểm số là Đức Giêsu cộng 30 ạ. Phao-lô chương 2 câu 10 đến câu 11 nhân 3. Vâng. Thí sinh có đọc được câu trích dẫn này hay không? Dạ có. Có, lấy 90 điểm nhá. 10 giây suy nghĩ bắt đầu. Như vậy khi vừa nghe danh thánh Giêsu cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ và để tôn vinh Thiên Chúa.
Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng Đức Giêsu Kitô là Chúa. Chính xác. Hoàn toàn chính xác. Điểm số bình tĩnh nào. May mà chưa đổ, chỉ rơi thôi. Rơi một thẻ không sao, rơi cả chỗ này là không còn điểm. Đừng đưa đây, đừng run quá. 90 điểm xuất sắc quá rồi. Mời thí sinh số 5 bình tĩnh lại 90 điểm nhé. Lựa chọn bình tĩnh nào. Nụ cười nở trên môi. Đến MC cũng phải quay ra ngước nhìn. Có điểm rồi. Không điểm ư? Hay 90 điểm. Ông Giuse cộng 25 điểm. Matthew chương 1 câu 20 nhân 2 điểm. Thí sinh số 5 có đọc được câu trích dẫn này hay không? Có ạ. 10 giây suy nghĩ bắt đầu. Ông đang toan tính như vậy thì kìa, sứ thần Chúa hiện đến, báo mộng cho ông rằng: Này ông Giuse, con cháu David, đừng ngại đón bà Maria, vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Rất tuyệt vời. Có vẻ như thí sinh số 5 này cứ cho điểm, cứ câu nào có điểm mà đọc rất chính xác, không bỏ sót gì cả. Chúc mừng. Mời thí sinh tiếp theo. Hãy quan sát thật kỹ trước khi rút. Cất một tay ở sau lưng để tránh phạm quy là một lựa chọn đúng đắn. Mời bạn cầm mic đọc to thẻ gỗ mình vừa rút được. Ông Andre cộng 20. Câu trích dẫn là? Gioan chương 6 từ câu 8 đến câu 9 nhân 2. Một trong các môn đệ là ông Andre, anh ông Simon Phêrô thưa với người: Ở đây có một em bé có 5 chiếc bánh lúa mạch và 2 con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu? Chính xác. Xin chúc mừng bạn. Và bạn hãy bảo toàn số điểm bằng cách trả lại khối gỗ nào. Xin mời thí sinh số 7 tiến lên rút gỗ. Mời bạn hãy đọc to thẻ gỗ của mình. Đức Giêsu cộng 30. Phao-lô chương 2 câu 11 đến câu 10 đến câu 11 nhân 3. Bạn sẽ lấy 90 điểm chứ? Vâng ạ. Đây là câu trích dẫn thư gửi tín hữu Philippe. Thật là bình tĩnh. Đọc kỹ. Như vậy, khi vừa nghe danh Thánh Giêsu cả trên trời, dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng Đức Giêsu Kitô là Chúa. Hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng bạn, hãy trả lại khối gỗ nào. Một tay thôi, một tay thôi nha, chỉ chọn một tay thôi. Tay nào thì cất tay kia đi. Cất một tay còn lại luôn. Bình tĩnh thôi. Đã chọn được thẻ gỗ rồi và bây giờ mình hãy rút nào, rất nhanh. Số điểm có vẻ không được tốt cho lắm nhưng không sao. Mời bạn đọc to thẻ gỗ của mình. Chúa Cha cộng 30 điểm. Gioan câu 15. Gioan chương 15 câu 9 nhân 3. Chắc chắn là 90 điểm rồi đúng không? Bạn có 10 giây suy nghĩ. Các thí sinh không trao đổi với nhau nhá. Chúa Cha đã yêu mến thầy thế nào, thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của thầy. Hoàn toàn chính xác. Xin mời bạn trả lại thẻ gỗ. Hai lần 90 điểm liên tiếp bên cạnh mình rồi. Thí sinh số 9, mời bạn rút gỗ. Hãy cất một tay đi. Cất một tay đi. Rút thẻ ở giữa rất nhanh. Mời bạn đọc to thẻ gỗ mình vừa rút được. Ông Giuse cộng 25, Matthew chương 1, câu 20 nhân 2. 50 điểm hay 25 điểm? 50 điểm ạ. Bạn có 10 giây suy nghĩ. Ông đang toan tính như vậy thì kìa, sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: Này ông Giuse, con cháu David, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà kêu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Chính xác. Xin chúc mừng bạn.
Mời bạn đọc to thẻ gỗ của mình. Chúa Thánh Thần cộng 30, Luca chương 4 câu 1 đến câu 2 nhân 3. Bạn có muốn đọc câu trích dẫn không? Có ạ. Bạn có 10 giây suy nghĩ. Đức Giê-xu được đầy Thánh Thần từ sông Giô-đan trở về. Suốt 40 ngày, người được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa và chịu quỷ cám dỗ. Chính xác. Quý vị thân mến, giờ là lượt cuối cùng để các thí sinh rút gỗ. Hãy nhân điểm số của mình, cơ hội tranh thủ. Xin mời thí sinh số 1. Lựa chọn rất hay, vị trí thuận lợi để đưa ra quyết định của mình. Thí sinh đang muốn dùng đôi mắt tinh tường của mình nhìn xem đâu là điểm cao, nhưng không thể được, bởi vì chúng tôi đã giấu số điểm đi rồi, chỉ có bốc ra mới biết thôi. Ông Simon Phêrô cộng 20, Gioan chương 1 câu 42b nhân 2. Thí sinh có đọc được câu trích dẫn này hay không? Có. 10 giây suy nghĩ bắt đầu. Đức Giê-xu nhìn ông Simon và nói: Anh là Simon, con ông Gioan. Anh sẽ được gọi là Kê-pha, tức là Phêrô. Chính xác. Chúc mừng thí sinh số 1. Mời thí sinh số 2. Rồi, cơ hội cuối cùng nhân điểm 90 vòng trước rồi. Giờ là bao nhiêu điểm đây? Giuđa Iscariot cộng 0, Luca chương 22 câu 47 đến 48. Cộng bao nhiêu điểm? Cộng 5. Thí sinh có muốn đọc câu trích dẫn này hay không? Có ạ. 5 điểm cũng lấy, 10 giây bắt đầu. Người còn đang nói thì một đám đông xuất hiện và kẻ dẫn đầu tên là Giuđa, một người trong nhóm 12. Hắn lại gần Đức Giê-xu để hôn người. Đức Giê-xu bảo hắn: Giuđa ơi, anh dùng cái hôn mà nộp con người sao? Hoàn toàn chính xác. Chúc mừng thí sinh số 2 đã hoàn thành, 5 điểm rồi. Mời thí sinh số 3. Tương truyền rằng cứ lần 0 thì sẽ có lần 90. Chúng tôi hy vọng rằng lại một lần 90 nó xuất hiện để nụ cười nở trên môi tất cả chúng ta. Rất khó. Rồi, nụ cười đã có một lần 0 rồi, giờ đọc tiếp nào. Satan cộng 0 điểm. Satan 0 điểm. Mời đọc câu trích dẫn. Matthew chương 4 câu 10 cộng 5. Rồi, thí sinh có muốn đọc câu trích dẫn này hay không? Không à. Mời thí sinh số 4. Hãy nhìn thật kỹ, đừng có chạm vào cối gỗ kèo đổ bây giờ. Rút bằng tay trái, mang về bao nhiêu điểm? Tay trái rồi, cất tay phải đi, cất gọn vào. Kèo điểm vòng cuối lại không có. Rất khó. Rất khó, lung lay rồi. Lung lay rồi, lung lay rồi đây. Hy vọng đừng đổ, cố lên. Còn thời gian 30 giây nữa, chúng ta có muốn bỏ cuộc hay không? Hay là tiếp tục rút gỗ? Đây là lượt cuối cùng rồi. Thôi ạ. Thôi là bỏ cuộc hay gì ạ? Nói bỏ cuộc thì nói là bỏ cuộc ạ. Bỏ cuộc ạ. Thí sinh bỏ cuộc. Khối gỗ nghiêng rồi, tí nữa thì đổ. Không sao cả, lựa chọn chính xác. Xin mời thí sinh số 5. Rất vui vẻ, sang phòng. Cẩn thận, đừng nghiêng vào bàn của người khác. Nhìn rất kỹ, lựa chọn được rồi. Ui, bình tĩnh nào, bình tĩnh nào. Được rồi, không sao cả, an toàn. An toàn với điểm số là, gật đầu, gật đầu. Ông Matthew Levi cộng 20 điểm. Matthew chương 9, câu 9, câu 10 nhân 2 điểm. Thí sinh số 5 có muốn đọc câu trích dẫn này hay không? Có ạ. 10 giây suy nghĩ, bắt đầu. Bỏ nơi ấy, Đức Giê-xu đi ngang qua trạm thu thuế thì thấy một người tên là Matthew đang ngồi tại trạm. Người bảo ông: Anh hãy theo tôi. Ông đứng dậy đi theo người. Với giọng đọc kể chuyện truyền cảm, chúng ta chờ chính đợi xác. Kết quả của ban giám khảo. Con xin mời cha. Chính xác, chính xác. Hoàn toàn chính xác. Chúc mừng thí sinh số 5 hoàn thành phần thi của mình.
Mời thí sinh số 6 tiến lên rút gỗ. Bình tĩnh thôi nào, rất nhanh. Mời bạn cầm mic đọc to thẻ gỗ của mình. Vua Herodê cả cộng 0. Matthew chương 2 câu 16 cộng 5. Bạn có muốn đọc câu trích dẫn để nâng cao số điểm không? Có ạ. Bạn có 10 giây suy nghĩ. Bấy giờ vua Herodê thấy mình bị các nhà thiên tinh đánh lừa thì đùng đùng nổi giận, lên sai người đi giết tất cả các con trẻ ở Bethlehem và toàn vùng lân cận. Chính xác. Chúc mừng bạn. Mời bạn trả lại thẻ gỗ cho chương trình. Xin mời thí sinh số 7 tiến lên rút gỗ. Quan sát thật kỹ nào. Lựa chọn thẻ gỗ phía trước mặt có đem lại cơ hội hay không? 30 hoặc bỏ số 3. Cười rồi. Nụ cười đã nở trên môi và mời bạn đọc to số điểm của mình. Chúa Cha cộng 30. Gioan chương 15 câu 9 nhân 3. Bạn có muốn đọc câu trích dẫn hay không? Có ạ. Bạn có 10 giây suy nghĩ. Chúa Cha đã yêu mến thầy thế nào, thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của thầy. Hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng thí sinh số 7 với 2 lần 90 điểm liên tiếp. Xin mời thí sinh số 8 tiến lên rút gỗ. Hơi nóng đang phả sang mình rồi. Thật bình tĩnh lựa chọn. Bởi vì không biết được đâu trong những chiếc thẻ này đâu là 90, đâu là 0. Liệu rằng thí sinh số 7 và số 8 có dắt nhau 2 lần liên tiếp 90 điểm hay không? Khối gỗ rất chặt. Nhẹ nhàng thôi nào. Mời bạn cười. Đọc to thẻ gỗ mình vừa rút được. Ông Tê-pha-nô cộng 15, công vụ chương 6, câu 8 nhân 2. Ông Tê-pha-lô được đầy ân sủng và quyền năng, đã làm những điềm thiêng dấu lạ lớn lao trong dân. Chính xác. Xin chúc mừng thí sinh số 8. Thí sinh số 8 đã hoàn thành xong phần thi của mình. Mời thí sinh số 9 tiến lên rút gỗ. Mời bạn đọc to thẻ gỗ. Chúa Thánh Thần cộng 30, Luca chương 4, câu 1 đến câu 2a nhân 3. Đức Giêsu được đầy Thánh Thần từ sông Giô-đan trở về, suốt 40 ngày người được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa và chịu quỷ cám dỗ. Chính xác. Xin chúc mừng bạn. Thí sinh số 10 thân mến, liệu rằng sẽ có một lần 90 điểm nữa hay không? Rất nhanh. Và lại là một dấu cộng nữa. Mời bạn cầm mic đọc to thẻ gỗ mình vừa rút được. Ông Matthew Levi cộng 20, Matthew chương 9 câu 9 đến câu 10 nhân 2. Bỏ nơi ấy, Đức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế thì thấy một người tên là Matthew đang ngồi tại trạm. Người bảo ông, anh hãy theo tôi. Ông đứng dậy đi theo người. Chính xác. Chúc mừng thí sinh số 10 đã hoàn thành phần thi của mình. Quý vị thân mến, các thí sinh chúng ta vừa trải qua một phần thi gam go, rất nhiều sự cố gắng, điểm số đã được gặt hái rất nhiều. Chúng ta cùng nghỉ ngơi trong ít phút. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Vui Học Kinh Thánh. Con xin trân trọng kính mời cha trưởng ban giám khảo sẽ công bố kết quả của phần thi thứ hai cho các thí sinh. Con xin trân trọng kính mời cha. Xin công bố kết quả phần thi thứ hai. Thiên Chúa mời gọi. 1. Francisco Assisi Nguyễn Hoàng An, 60 điểm. 2. Francisco Nguyễn Tùng Anh, 125 điểm. 3. Gioan Bautista Đào Kim Long, 50 điểm. 4. Teresa Vũ Thúy Cầm, 95 điểm. 5. Rosalima Nguyễn Như Ý, 130 điểm.
6. Du xe Đỗ Việt Cường, 85 điểm. 7. Teresa Hoàng Thị Thu Trang, 220 điểm. 8. Teresa Nguyễn Thùy Chi, 120 điểm. 9. Du xe Nguyễn Tuấn Hưng, 155 điểm. Và 10. Phêrô Vũ Quốc Huy, 160 điểm. Chúng con xin cảm ơn cha. Chúng ta cùng đến với phần thứ 3, con người lắng nghe. Có 15 từ khóa được hiển thị trên màn hình. Mỗi từ khóa là tên một nhân vật trong Kinh Thánh. Đây là những nhân vật có kinh nghiệm gặp gỡ Thiên Chúa và biết lắng nghe tiếng Ngài. Người chơi sẽ đi tìm 5 từ khóa với những gợi ý đưa ra. Sẽ có lần lượt 3 gợi ý cho mỗi từ khóa với thời gian mỗi lượt là 15 giây. Với gợi ý thứ nhất, trong 15 giây đầu tiên, người tìm ra từ khóa sẽ được 30 điểm. Với gợi ý thứ hai, trong 15 giây tiếp theo, người tìm ra từ khóa sẽ được 20 điểm. Với gợi ý thứ ba, trong 15 giây cuối cùng, người tìm ra từ khóa sẽ được 10 điểm. Sau mỗi lượt gợi ý, MC sẽ hỏi người chơi về việc trả lời. Nếu không có ai đưa ra đáp án, MC sẽ mời lượt gợi ý tiếp theo. Khi hết 3 lượt gợi ý mà không có ai đưa ra đáp án đúng, chương trình sẽ chuyển sang gợi ý cho từ khóa tiếp theo. Trong thời gian gợi ý, người chơi có thể đưa ra dấu hiệu để xin trả lời. Nếu được ban giám khảo chấp nhận, người chơi sẽ trả lời bằng cách nói ra từ khóa. Đồng hồ thời gian sẽ dừng lại. Trong thời gian gợi ý, nếu có 2 người trở lên cùng ra dấu hiệu xin trả lời, ban giám khảo sẽ quyết định ai được quyền trả lời. Những người này sẽ có 10 giây để viết từ khóa lên bảng. Từ khóa phải đúng với từ khóa được hiển thị trên màn hình. Khi nghe hiệu lệnh của MC, người chơi sẽ dừng bút và giơ bảng lên. Sau khi có hiệu lệnh, người chơi nào còn cầm bút hoặc đang viết hoặc giơ bảng thì sẽ không chấm điểm trong câu hỏi đó. Ban giám khảo sẽ kiểm tra và chấm điểm cho người đã viết từ khóa. Nếu có từ khóa đúng với đáp án của chương trình, người trả lời sẽ được số điểm tương ứng với lượt gợi ý. Sau đó, chương trình sẽ chuyển sang gợi ý từ khóa tiếp theo. Nếu có từ khóa không đúng với đáp án của chương trình, người đó sẽ không được điểm và mất quyền trả lời ở từ khóa này. Thời gian tiếp tục cho những người còn lại. Điểm sau phần này sẽ được tính vào tổng số điểm chung. Các thí sinh chúng ta vừa lắng nghe thể lệ của phần thi thứ 3, con người lắng nghe. Có thí sinh nào có thắc mắc gì hay không? Nếu như không thắc mắc, phần thứ 3 của chúng ta, con người lắng nghe, bắt đầu! Quý vị thân mến, trên màn hình của chúng ta là 15 từ khóa. Nhiệm vụ của các thí sinh là sẽ dùng các gợi ý để lựa chọn từ khóa thích hợp. Giờ đây là gợi ý đầu tiên. Gợi ý số 1, đây là một nhân vật cựu ước. 15 giây bắt đầu. Hãy chọn những nhân vật cựu ước để lấy 30 điểm. Trả lời sai, không được trả lời tiếp. Hãy cứ quan sát thật kỹ. Không ai trả lời cả, mời gợi ý số 2. Người có bố tên là Encana. Encana, 15 giây bắt đầu. Nào. Có vẻ hơi khó, 20 điểm cũng hơi khó. Nhưng không sao, thật bình tĩnh. Hết giờ, mời gợi ý cuối cùng. Cho từ khóa số 1. Được tư tế Eli trông nom. Dễ hơn rồi. Chúng tôi thấy dấu hiệu của thí sinh số 3 đầu tiên. Mời thí sinh số 3 dùng mic. Đoán của em là ngôn sứ Samuel. Ngôn sứ Samuel, mời cha trưởng ban giám khảo sẽ có quyết định xem đáp án có đúng hay sai. Xin chúc mừng, đây là một đáp án chính xác. Chính xác với gợi ý cuối cùng, thí sinh số 3 được 10 điểm. Giờ là từ khóa số 2 với gợi ý đầu tiên. Gợi ý như sau, người không viết một sách kinh thánh nào cả. 15 giây bắt đầu. Một số thí sinh cười, bởi vì rất nhiều người như vậy. Không một cánh tay nào giơ lên. Mời gợi ý số 2. Hay làm các phép lạ. 15 giây bắt đầu. Con xin mời cha trưởng ban giám khảo, ngài sẽ đưa ra quyết định cho các thí sinh. Vâng, xin mời thí sinh số 6.
Thí sinh số 6 Du Xe Đỗ Việt Cường đã giành được quyền trả lời. Đáp án của con là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu. Vâng, xin chúc mừng. Rất nhanh gọn. Mời từ khóa số 3. Câu chuyện về ông được tường thuật trong sách Các Vua. 15 giây suy nghĩ bắt đầu. Xin mời thí sinh số 9. Thí sinh số 9 đã giành được quyền trả lời với 30 điểm. Đáp án của con là Vua David ạ. Vua David. Chưa chính xác. Chưa chính xác, mất cơ hội. Thời gian vẫn còn 15 giây. Bình tĩnh thôi. Rồi. Xin mời thí sinh số 3. Thời gian dừng lại để cho thí sinh số 3 trả lời. Đáp án của em là ngôn sứ Daniel ạ. Ngôn sứ Daniel. Chưa chính xác. Vẫn chưa chính xác rồi. 15 giây đã kết thúc. Mời gợi ý số 2. Ông được một bà quá nuôi sống trong lúc đói kém. 15 giây bắt đầu. Ai trả lời rồi là mất lượt rồi nhé. Xin mời thí sinh số 10. Con cho là ngôn sứ Elia. Rất tuyệt vời, chính xác. Chính xác rồi. Rất thông minh, chúc mừng thí sinh số 10 Phêrô Vũ Quốc Huy. Vậy chúng ta đã trải qua 3 từ khóa rồi, chỉ còn 2 từ khóa nữa thôi. Mời từ khóa thứ 4. Từ khóa thứ nhất của câu hỏi thứ 4 như sau. Người bị vua Pharaoh đuổi đi. Vâng, xin cho 3 thí sinh này được viết bảng. 3 thí sinh hạ tay xuống và thời gian bắt đầu để viết bảng. Đếm ngược. Khi có tiếng tinh là nghe hiệu lệnh và giơ bảng, không được hạ bảng trước. Rất hồi hộp. Hết giờ giơ bảng. Quay về phía dưới. Đáp án của các thí sinh như sau. Thí sinh số 3, tổ phụ Abraham. Thánh Gioan Tẩy Giả, ngôn sứ Môsê. Mời thí sinh số 8 quay bảng xuống phía dưới. 3 đáp án khác nhau. Và chỉ có một duy nhất, một đáp án đúng có nằm ở đây hay không? Thì chúng ta hãy chờ đợi ý kiến của ban giám khảo. Rất gay cấn, rất gay cấn. Và đáp án của chương trình xin chúc mừng thí sinh số 3. Số 3 với đáp án tổ phụ Abraham. Đừng hạ bảng vội rồi. Và chúng ta có thể xem hai gợi ý tiếp theo cho câu trả lời này. Đó là đây là người con của ông Terak và... Gợi ý số 3 đó là người đã can thiệp cho thành Sodom. Vâng, xin chúc mừng thí sinh số 3. Thí sinh số 3 được 30 điểm. Xin chúc mừng người hạ bảng, xóa bảng. Chúng ta chỉ còn một từ khóa nữa thôi. Một từ khóa để quyết định số điểm của vòng này. Xin mời. Người này được cả bốn sách tin mừng đều đề cập đến. 15 giây suy nghĩ bắt đầu. Vâng, có hai bạn xin cho các bạn được viết bảng. Mời thí sinh số 6, số 7 tham gia phần viết bảng. Thời gian dừng lại để chuyển sang đếm ngược cho viết bảng. Bắt đầu, hãy che bảng của mình đi. Đừng cho người khác biết đáp án. Hết giờ, giơ bảng. Đáp án của hai thí sinh như sau. Vâng, vâng, xin... Nói với hai thí sinh số 7 và số 6, rất tiếc chúng ta chưa phải là đáp án của chương trình. Mời hạ bảng và không có phần tham gia con này nữa. Thời gian chúng ta mới có 8 giây thôi. Gợi ý đầu tiên, vẫn còn thời gian bắt đầu. Hãy suy nghĩ thật kỹ những câu hỏi mang tính tư duy cao. Hết giờ, 15 giây đầu tiên, không ai lấy. Thưa ban giám khảo là thí sinh này đã giơ tay trong lúc chuông kêu. Và con xin mời quyết định của ban giám khảo. Xin mời hạ tay xuống thí sinh số 9. Vâng, xin mời thí sinh số 3. Thí sinh số 3 có quyền trả lời ở mức 30 điểm. Đáp án con là Thánh Gioan Tẩy Giả. Hoàn toàn chính xác, xin chúc mừng. Đúng là đến sau nhưng lấy điểm cao. Quý vị thân mến, các thí sinh của chúng ta đã tìm ra các từ khóa trong 5 từ khóa của chương trình. Giờ đây, mời chúng ta nghỉ ngơi trong ít phút. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Vui Học Kinh Thánh. Sau đây, con xin trân trọng kính mời ban giám khảo
sẽ công bố điểm phần 3 cho các thí sinh. Con xin trân trọng kính mời. Xin được công bố kết quả phần thi thứ 3, con người lắng nghe. Thí sinh số 1, Francisco Assisi Nguyễn Hoàng An. Số 2, Francisco Nguyễn Tùng Anh. Thứ 4, Teresa Vũ Thúy Cầm. Thứ 5, Rosalima Nguyễn Như Ý. Thứ 7, Teresa Hoàng Thị Thu Trang. Số 8, Teresa Nguyễn Thủy Chi. Số 9, Jose Nguyễn Tuấn Hưng. Chưa có điểm. Xin chúc mừng thí sinh số 3, Joan Bautista Đào Kim Long, 70 điểm. Thí sinh số 6, Jose Đỗ Việt Cường, 20 điểm. Và thí sinh số 10, Phêrô Vũ Quốc Huy, 20 điểm. Chúng con xin cảm ơn cha đã công bố kết quả. Không để quý vị chờ lâu nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần thi thứ 4, Con người hiệp thông. Phần này có 10 câu hỏi theo dạng điền vào chỗ trống. Người chơi sẽ sử dụng bảng, bút để viết câu trả lời. Mỗi người chơi sẽ có 30 giây để suy nghĩ và viết câu trả lời ra bảng. Khi nghe hiệu lệnh của MC, người chơi sẽ dừng bút và giơ bảng lên. Sau khi có hiệu lệnh, người chơi nào còn cầm bút hoặc đang viết hoặc chưa giơ bảng thì sẽ không chấm điểm trong câu hỏi đó. Người chơi nào có câu trả lời đúng theo đáp án của chương trình sẽ được tiến lên một bước, biểu thị bằng một thanh nam châm trên bảng. Người chơi nào trả lời không đúng theo đáp án của chương trình sẽ phải lùi lại một bước. Nếu đang ở vạch xuất phát thì giữ nguyên vị trí. Chấm câu từ, sai chính tả, không chấm dấu câu hay viết hoa. Sau khi kết thúc, chương trình sẽ dựa vào vị trí của các người chơi trên bảng để tính điểm. Mỗi vị trí tương ứng với 10 điểm. Số điểm tối đa của phần này là 100 điểm. Điểm sau phần này sẽ được tính vào tổng số điểm chung. Các thí sinh vừa lắng nghe thể lệ, có thí sinh nào có thắc mắc gì không? Nếu như không thắc mắc, phần thứ tư, con người hiệp thông, bắt đầu! Câu hỏi đầu tiên như sau, 3 chấm, họ, 3 chấm, bánh trường sinh, ai đến, 3 chấm, phải đói, ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ. Gioan chương 6, câu 35. 30 giây suy nghĩ và trả lời, bắt đầu! Các thí sinh hãy viết thật kỹ. Chúng tôi sẽ chấm chính tả, chấm các từ phiên âm, không chấm viết hoa hay viết thường. Thật là kỹ và che đáp án của mình đi. Chúng ta có 3 chỗ điền. Hết giờ giơ bảng. Thí sinh số 5 thân mến, viết được nhiều nhưng mà giơ chậm hơn rồi, mời úp bảng luôn. Thật là nhanh tay lên con nhé. Giơ bảng cao ạ, giơ bảng cao ở bàn. Thí sinh số 4, chú ý không mở miệng. Chúng ta chỉ tập trung viết và giơ thôi nha. Chúng ta hướng bảng về phía ban giám khảo. Giờ đây là đáp án của chương trình. Đức Giê-xu bảo, chính tôi là, với tôi không hề. Nhưng thí sinh không có đáp án chung với chương trình, hạ bảng. 90% hạ bảng, chỉ có một đáp án thôi. Chúng tôi sẽ kiểm tra. Thí sinh số 3, Joan Bautista Đào Kim Long có đáp án Đức Giê-xu bảo, chính tôi là, với tôi không hề. Tuy nhiên, giờ đây sẽ là ý kiến của ban giám khảo. Thưa ban giám khảo, với ý số 3, với tôi không hề, bạn viết liền nhưng không có dấu phẩy. Đúng không ạ? Nhưng mà trong thể lệ của chúng ta là không chấm dấu câu. Đây là tạo sự hồi hộp thôi. Đúng không ạ? Giật mình tạo sự hồi hộp. Và đáp án xin mời ban giám khảo công bố. Vâng, xin chúc mừng bạn thí sinh số 3. Trong câu hỏi đầu tiên, chỉ có duy nhất thí sinh số 3 tiến lên một bước. Câu hỏi số 2 như sau. Người 3 chấm, đây là máu thầy, máu 3 chấm, gia vì muôn người, Marco chương 14 câu 24. 30 giây suy nghĩ và trả lời bắt đầu. Rất nhanh. Các thí sinh cố gắng lên. Những thí sinh nào viết được rồi thì phải giơ bảng nhanh. Thời gian đã trôi qua được 10 giây. Viết xong úp bảng và hạ bút ra. Hết giờ giơ bảng. Giơ về phía ban giám khảo, giơ cao khỏi bàn. Chúng tôi đã thấy tất cả đều có đáp án.
Xin mời đáp án của chương trình. Bảo các ông giao ước đổ. Xin mời những ai không có đáp án đúng hoặc chưa có đáp án đầy đủ hạ bảng xuống. Thí sinh số 3 đã dừng rồi. Chỉ duy nhất một thí sinh không tham gia trả lời câu 1 cũng dừng luôn. Trong câu thứ 2 này, thí sinh số 3 trở về vạch xuất phát. Chúng ta lại dắt tay nhau từ đầu tiên. Câu hỏi số 3. Các ông hãy ra công làm 3 chấm. Lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh là thứ lương thực 3 chấm sẽ ban cho các ông, bởi vì chính con người là 3 chấm. Cha đã ghi dấu xác nhận. Gioan chương 6 câu 27. 30 giây suy nghĩ và trả lời bắt đầu. Thời gian đang đếm ngược, có 3 chỗ trống trích từ tin mừng theo thánh Gioan chương 6 câu 27. Có những thí sinh đã xong rồi. Giật nhanh. Hết giờ, giơ bảng. Giơ bảng, giơ bảng. Hệ điều hành slow motion không được đâu. Xin chúng ta giơ bảng hướng về phía ban giám khảo. Giơ tay nhanh như nào. Rồi, xin mời đáp án của chúng tôi. Việc không phải vì con người đấng Thiên Chúa. Những thí sinh không có đáp án chung với của chương trình hạ bảng. Thí sinh số 5 tay run vẫn giơ. Hy vọng rằng không phải giơ chậm. Không giơ chậm đúng không? Vâng, không xác nhận là không giơ chậm. Giờ chúng tôi sẽ kiểm tra tính đúng đắn của đáp án. Đáp án thứ nhất, việc không phải vì. Việc không phải vì con người đấng Thiên Chúa. Cái này sẽ có người giải thích sau ạ. Việc không phải vì. Con người, đấng Thiên Chúa. Đấng Thiên. Thiếu từ Chúa rồi, thí sinh số 5 ạ. Thí sinh số 5, Rosalima Nguyễn Như Ý đang thiếu một từ. Tiếc quá, không sao, hạ bảng rồi. Thưa ban giám khảo, thí sinh số 2 sẽ có ý kiến trong đáp án này. Trong từ điển thứ nhất, bạn viết việc không phải. Từ vì thì từ vì ở đâu? Nhanh quá đúng không ạ? Thiếu mất từ vì. Vậy thì xin chúc mừng các thí sinh 3, 4 và 8 đều có kết quả chính xác. Mời nước thang điểm của chúng tôi trong câu hỏi này. Thí sinh 3, 4 và 8 tiến lên một bước. 3, 4 và 8 tiến lên một bước. Câu hỏi số 4 như sau. Rồi người cầm lấy 3 chấm, tạ ơn, bẻ ra, trao cho các ông 3 chấm. Mình thầy hiến tế vì anh em. Anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến thầy. Luca chương 22 câu 19. 30 giây suy nghĩ và trả lời bắt đầu. Thí sinh đã sẵn sàng chuẩn bị dơ bảng rồi. Hết giờ, dơ bảng. Rất nhanh, rất nhanh. Mời quay về phía. Tất cả các bạn bỏ bút xuống, không được cầm nữa. Nhớ dơ bảng phải bỏ bút nhé. Mời đáp án của chúng tôi. Bánh dâng lời và nói đây là. Mời những thí sinh không có đáp án trùng với đáp án của chương trình hạ bảng. Vẫn còn cầm nguyên. Hãy kiểm tra xem mình có viết thiếu không nhá. Không, đang kiểm tra lại hạ bảng. Đáp án như sau. Bánh dâng lời và nói đây là. 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 Hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng các thí sinh còn đang dơ bảng. Trong câu hỏi này như sau. Thí sinh số 1, 2, 3, 4, 5 cùng tiến lên một bước. Đồng loạt quá. Thí sinh 6, 7, 8 vẫn đứng nguyên ở vạch xuất phát. Chỉ có thí sinh số 8 lùi xuống một bước thôi. Thí sinh số 9 và số 10 cùng dắt tay nhau tiến lên một bước. Câu hỏi số 5. Thầy 3 chấm, em biết từ nay thầy không còn uống 3 chấm này của cây nho cho đến ngày thầy cùng anh em uống thứ rượu mới 3 chấm. Cha thầy, Matthew chương 26 câu 29. 30 giây suy nghĩ và trả lời bắt đầu. Đúng là các thí sinh có điểm có khác, cười tươi viết nhanh hơn hẳn. Hãy cố gắng để đạt điểm. Chúng ta đã trải qua 5 câu rồi. Thời gian còn rất ít, phải nhanh lên thôi, nhanh lên thôi. Hết giờ, dơ bảng. Quay bảng về phía ban giám khảo thật là nhanh. Giờ là đáp án của chúng tôi. Quay bảng với ban giám khảo. Bảo cho anh thứ sản phẩm trong nước của.
Những ai không có đáp án chung với đáp án của chương trình hạ bảng. Rồi, đã có những thí sinh hạ bảng và chúng tôi sẽ kiểm tra. Bảo cho anh thứ sản phẩm trong bảo nước của. Bảo cho anh thứ sản phẩm trong nước của. Vâng, và thí sinh số 9 ạ. Mà bạn vui lòng quay bảng về phía ban giám khảo. Bạn có thắc mắc rằng là bạn lỡ viết chữ xấu một chút thì bạn có viết lại ở phía bên trên. Thì con không biết rằng là ban giám khảo có chấp nhận kết quả này không ạ? À, câu này sai nhiều thứ chứ không phải chỉ có nguyên là chữ xấu. Bảo cho anh thì đúng, nhưng mà thứ sản phẩm thì là chữ sản, nó là sải chứ không phải là sản. Và thứ ba là cũng cho đến ngày chứ không phải là trong nước của. Xin câu này chưa có điểm. Vâng, vừa rồi chính là... Vâng, chúng tôi thông báo là có công nghệ VAR để check lại những tình huống nếu như có thắc mắc. Mọi ý kiến sẽ được tiếp nhận. Không sao cả, câu này mới bắt đầu thôi mà, đúng không? Mời các thí sinh, chúng ta cùng hướng lên màn hình để theo dõi nấc thang điểm số. Trong câu số 5 này, thí sinh số 1 về vạch xuất phát, khởi động lại từ đầu. Thí sinh 2, 3, 4 tiến lên một bước. Thí sinh số 6, thí sinh số 5 về vạch xuất phát đã nhỉ? Thiếu đúng một từ. Thí sinh số 6 tiến lên một bước. 7, 8, 9, 7, 8 ở nguyên, 9 lùi về vạch xuất phát. Số 10 tiến lên một bước. Câu hỏi số 6 như sau. Cũng trong 3 chấm, cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi 3 chấm, môn đệ và nói. Anh em cầm lấy mà ăn, đây là mình thầy, Matthew chương 26 câu 26. 30 giây suy nghĩ và trả lời bắt đầu. Hai, một, hết giờ ra bảng. Giờ đây là đáp án của chúng tôi. Bữa ăn Đức Giê-xu bẻ ra trao cho rất nhiều từ. Những thí sinh không có đáp án chung với của chương trình hạ bảng. Hãy phân biệt được chữ viết xấu với viết sai. Bữa ăn Đức Giê-xu bẻ ra trao cho. Bữa ăn Đức Giê-xu bẻ ra trao cho. Bữa ăn Đức Giê-xu bẻ ra trao cho. Xin hoàn toàn chúc mừng các thí sinh còn đang dơ bảng, một tràng vỗ tay đi ạ. Đây là những đáp án chính xác, mời nấc thang điểm. Trong câu hỏi này, thí sinh số 1, 2, 3 tiến lên một bước. Thí sinh số 4 lùi một bước. Thí sinh số 5 tiến lên một bước. 6, 7 tiến lên một bước. 8 ở nguyên vạch xuất phát. 9 tiến lên một bước. Và 10 về làm bạn với số 9, lùi một bước. Câu hỏi số 7. 3 chấm, máu thầy, máu giao ước, đổ 3 chấm. Người được tha tội, Matthew chương 26 câu 28. 30 giây suy nghĩ và trả lời bắt đầu. Thật là bình tĩnh thôi. Bởi vì nên những câu quen thuộc khi chúng ta đọc, chẳng may trong đầu sẽ ra đáp án đấy. Thật bình tĩnh, đọc thật chậm thôi. Sắp hết giờ rồi, dơ bảng nào, chuẩn bị. Hết giờ, dơ bảng. Mời thí sinh, các thí sinh quay bảng về phía ban giám khảo nào. Rồi, thí sinh số 9 cứ quay lên màn hình. Màn hình đâu có ai chấm nữa thí sinh đâu. Xin mời đáp án của chúng tôi. Vì đây là ra cho muôn. Nhưng thí sinh không có đáp án đúng với chương trình hạ bảng. Vẫn có hai thí sinh. Giờ chúng tôi sẽ kiểm tra. Vì đây là ra cho muôn. Vì đây là ra cho muôn. Thí sinh số 9 thân mến, bạn đang viết sai chính tả của câu số 2. Đâu ạ? Vì đây là ngoáy ngoáy ngoáy, muôn. Ra cho muôn là rồi, chúng tôi sẽ dơ bảng lên để cho truyền hình có thể, máy quay có thể bắt được cảnh này. Vâng ạ, hãy bắt vào cảnh này trước, rồi chúng tôi sẽ chuyển tấm bảng này về phía ban giám khảo. Vâng ạ.
Hy vọng là từ câu hỏi sau, thí sinh số 9 sau cuộc thi này, thí sinh số 9 khi về đi trong tham dự các kỳ thi tiếp theo, mình sẽ cố gắng để viết cho đẹp hơn. Ban giám khảo sau khi đã hội ý thì nhận thấy vẫn có đủ các nét, cho nên là vẫn để cho thí sinh số 9 có điểm ở trong câu trả lời này. Vâng, đây là sự châm trước cuối cùng. Sự châm trước cuối cùng, không còn sự châm trước nào. Chữ đèn như thế này. Vâng. Quý vị có thể nhìn lại trên màn hình. Một lần duy nhất vẫn còn được giơ bảng. Hạ bút xuống, nhắc rồi. Giờ mời nấc thang điểm số của chúng ta. Trong ngoài đúng nhiều quá. Lên điểm sẽ mỏi tay đây. Một, từ 1 đến 5 đều bước lên một bước. Sáu tiến lên một bước. 7 về vạch xuất phát mà số 8 lại đi mất rồi. Số 8 tiến lên một bước, số 9 tiến lên một bước và số 10 về làm bạn với số 7. Một tràng vỗ tay thật lớn ạ. Câu hỏi số 8. Tôi là bánh trường sinh, tổ tiên các, ba chấm, trong sa mạc nhưng ba chấm, này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. Gioan chương 6 câu 48 đến câu 50. 30 giây suy nghĩ và trả lời bắt đầu. Hãy thật bình tĩnh thôi. Ba câu hỏi cuối cùng để tìm ra ai là người đạt điểm cao nhất. Hết giờ giơ bảng. Vẫn còn cô ngoái nhưng mà vẫn kịp. Xin mời đáp án của chúng tôi là: ông đã ăn mana, đã chết còn bánh. Các thí sinh không có đáp án chính xác vui lòng hạ bảng. Thí sinh số 5, Rosalima Nguyễn Như Ý, chỉ thiếu đúng một từ, bánh. Chưa viết xong à? Không sao cả, câu sau sẽ viết nhé, mời hạ bảng. Đây là hoàn toàn chính xác, xin chúc mừng thí sinh số 3, số 6 và số 7. Trong câu hỏi này, thí sinh 1 và 2 lùi xuống một bước. Thí sinh số 3 tiếp tục vươn lên, mốc số 6. Số 4 và 5 lùi một bước. Số 6, 7 tiến lên một bước. 8 về vạch xuất phát. 9 lùi xuống một bước. Chúng ta có thể nhìn thấy nấc thang điểm số. Các thí sinh ở đằng sau có lẽ là áp dụng công thức, nên là lùi bước về sau để thấy câu hỏi rõ hơn. Xin mời câu tiếp theo. Hạ bảng, xóa bảng. Thí sinh sẵn sàng chưa ạ? Chúng ta chuyển đến câu số 9. Câu 9 như sau. Trong đêm bị nộp, ba chấm, lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi ba chấm, nói. Đây là ba chấm vì anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến thầy. Thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto chương 11 câu 23b đến 24. 30 giây suy nghĩ và trả lời bắt đầu. Hết giờ giơ bảng. Thí sinh số 10. Xin lỗi các thí sinh, chúng ta bỏ bút xuống. Không cầm bút trên tay, chỉ cầm bảng thôi. Điểm là ở bảng, không ở bút. Mời đáp án của chương trình. Chúa Giêsu cầm bẻ ra và mình thầy hiến dâng. Nếu thí sinh không có đáp án, trùng vui lòng hạ bảng. Vẫn còn giữ rất nhiều. Xin chúc mừng các thí sinh có đang giơ bảng chính xác rồi. Một tràng vỗ tay đi ạ. Mời nấc thang điểm. Trong câu này, thí sinh số 1 lại về vạch xuất phát rồi. Tiếc quá. Thí sinh 2, 3 tiến lên một bước. Số 4 lùi về một bước. Số 5 tiến lên một bước. 6, 7 lùi một bước. 8 tiến lên một bước. Và 9, 10 về vạch xuất phát. Mời câu hỏi cuối cùng. Câu hỏi cuối cùng như sau. Đức Giêsu ba chấm, chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban và ba chấm, với chị cho tôi chút nước ba chấm, chị đã xin và người ấy đã ban cho chị nước hằng sống. Gioan chương 4 câu 10. 30 giây suy nghĩ và trả lời bắt đầu. Giờ là giây phút quyết định để xem ai sẽ là người trả lời đúng câu hỏi số 10. Ai sẽ còn ở nguyên vạch xuất phát hay tiến lên băng băng về đích.
Các thí sinh hãy thật cẩn thận, vì đây là giây phút tuyệt vời nhất của chương trình. Chúng ta hãy cùng nhau tận hưởng 10 giây cuối cùng cho câu số 10. 4, 3, 2, 1, hết giờ, xin mời dỡ bảng. Hệ điều hành chậm quá làm câu số 10 của chúng ta không có điểm rồi. Thí sinh số 9, mời bạn dỡ bảng về phía ban giám khảo. Không sao, cứ dỡ thôi, tí không tính điểm. Thí sinh số 5 nhá, chậm quá. Rồi tí sẽ có lời khuyên từ chương trình, không sao. Mời đáp án của chúng tôi câu cuối cùng. Trả lời nếu ai là người nói uống thì hẳn. Và những ai không có đáp án đúng hạ xuống. Thí sinh số 5 lại tươi cười bởi vì từ và viết sai chứ không là buồn lắm đây. Chỉ còn 3 thí sinh duy nhất quyết định. Trả lời nếu ai là người nói uống thì hẳn. Đây là 3 đáp án còn lại hoàn toàn chính xác. Mời đường đua của chúng ta nào. Trong câu hỏi này, thí sinh số 2 lùi về mốc số 3. Thí sinh số 3 lên mốc 8 câu trả lời đúng. 4, 5 lùi về 1 bước. 6, 7 tiến lên 1 bước. Và 8, 9, 10 trở về vạch xuất phát. Quý vị có thể nhìn thấy trên màn hình của chúng ta chính là thang điểm đã tồn tại đến vòng cuối cùng này. Cảm ơn các thí sinh, mời hạ bảng, xóa bảng. Quý vị thân mến, các thí sinh của chúng ta đã trải qua một vòng thi đầy sự căng thẳng, đầy sự hồi hộp và kịch tính. Giờ đây, mời quý vị nghỉ ngơi trong ít phút. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Vui Học Kinh Thánh. Sau đây, con xin trân trọng kính mời cha trưởng ban giám khảo sẽ công bố kết quả của phần thi số 4 cũng như kết quả của toàn bộ số thứ 7 cho các bạn thí sinh. Con xin trân trọng kính mời cha. Xin được công bố kết quả phần thi thứ 4, Con Người Hiệp Thông. 1. Francisco Assisi Nguyễn Hoàng An, chưa có điểm. 2. Francisco Nguyễn Tùng Anh, 30 điểm. 3. Joan Bautista Đào Kim Long, 80 điểm. 4. Teresa Vũ Thúy Cầm, chưa có điểm. 5. Rosarima Nguyễn Như Ý, 10 điểm. 6. Giuse Đỗ Việt Cường, 40 điểm. 7. Teresa Hoàng Thị Thu Trang, 10 điểm. Số 8. Teresa Nguyễn Thủy Chi, 9. Giuse Nguyễn Tuấn Hưng và 10. Phêrô Vũ Quốc Huy, chưa có điểm. Chúng con xin cảm ơn cha trưởng ban giám khảo đã công bố số điểm của phần thi thứ 4. Giờ đây là toàn bộ số điểm của số thứ 7 chương trình Vui Học Kinh Thánh. Xin được công bố kết quả chung cuộc bảng điểm Vui Học Kinh Thánh lần thứ 2 ngày hôm nay. 1. Francisco Assisi Nguyễn Hoàng An, 120 điểm. 2. Francisco Nguyễn Tùng Anh, 215 điểm. 3. Joan Bautista Đào Kim Long, 280 điểm. 4. Teresa Vũ Thúy Cầm, 155 điểm. 5. Rosalima Nguyễn Như Ý, 140 điểm. 6. Giuse Đỗ Việt Cường, 185 điểm. 7. Teresa Hoàng Thị Thu Trang, 250 điểm. 8. Teresa Nguyễn Thủy Chi, 140 điểm. 9. Giuse Nguyễn Tuấn Hưng, 195 điểm. Và cuối cùng 10. Phêrô Vũ Quốc Huy, 200 điểm. Chúng con xin cảm ơn cha đã công bố kết quả. Kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ, các thí sinh và toàn thể cổ động viên thân mến. Vậy là chúng ta đã cùng nhau trải qua số thứ 7 của chương trình Vui Học Kinh Thánh mùa 2 với chủ đề Ánh Sáng Lời Chúa. Chúng con xin chân thành cảm ơn cha trưởng ban tổ chức chương trình Vui Học Kinh Thánh và cha đặc trách ban truyền thông Tổng giáo phận Hà Nội đã tổ chức cho chúng con một sân chơi vô cùng bổ ích. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi.
Đây là chương trình Vui Học Kinh Thánh do Ủy ban Thiếu Nhi và Ủy ban Truyền thông Tổng Giáo phận Hà Nội phối hợp thực hiện. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Ủy ban Thiếu Nhi 40 phố Nhà Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội hoặc qua số điện thoại 0385 788 699. Số tiếp theo, chúng ta sẽ gặp nhau trong chương trình.